Là một sinh viên đại học thì mình chắc chắn một điểm rằng là các bạn ở đây đều cần cho mình một chiếc máy tính cá nhân. Bởi vì một chiếc máy tính cá nhân nó được ví như giống như là cái giáo trình sống của chúng ta. Và giáo trình sống này thì nó sẽ có hai dạng, đó chính là laptop hoặc là PC. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở ngay đây đó chính là tại thời điểm hiện tại sau khi mùa dịch đến thì chúng ta nên chọn cho mình một chiếc laptop hay là một chiếc PC để phục vụ nhu cầu học tập của chúng ta. Câu hỏi này thì cũng khá là đắn đo bởi vì là tùy vào nhu cầu của mỗi người và tùy vào cái mục đích cá nhân mà mỗi người sẽ có cho mình một sự lựa chọn khác nhau. Nhưng mà tại video này thì mình sẽ cùng với các bạn phân tích rằng là những bạn nào cần mua cho mình một chiếc laptop hoặc là những bạn nào cần mua cho mình một chiếc PC. Và video này thì sẽ không dành cho các bạn sinh viên RMIT hoặc là những bạn sinh viên siêu đại gia, bởi vì là chúng ta cũng có thể vừa mua một chiếc laptop vừa mua một chiếc PC với nhu cầu học tập. Nhưng nếu chúng ta có một cái mức giá tiền nó thấp hơn thì nên chọn phương án nào? Và với video này thì sẽ dành cho các bạn, đặc biệt là các bạn 2K4. Anh biết rằng là thời gian này các em đang ôn thi, chúng ta chưa có thời gian để xem video đánh giá của anh, nhưng mà hãy lưu video này lại và tầm khoảng một thời gian nữa thôi các em sẽ phải lên môi trường đại học và chúng ta sẽ chọn lựa, thì hãy xem video này nhá. Và mình là Thanh Hải, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của DVC Store Channel. Một trong những câu hỏi đầu tiên mà các bạn cần phải làm rõ đó chính là tại sao sinh viên phải cần cho mình máy tính cá nhân. Chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều các thiết bị di động khác nhau có mặt trên thị trường, từ những chiếc điện thoại smartphone hay là những chiếc máy tính bảng. Thì với những chiếc smartphone thì màn hình của chiếc máy quá là bé hoặc là giao diện điện thoại của nó không đáp ứng nhu cầu, phục vụ nhu cầu của chúng ta. Còn với những chiếc máy tính bảng, đôi phần thì nó cũng sẽ đáp ứng được cho mình những cái nhu cầu sử dụng như thế. Nhưng để nói về cái độ bền, khả năng nâng cấp hoặc là những cái khả năng kết nối bên ngoài và đặc biệt cấu hình thì nó chưa thể nào đáp ứng một cái cấu hình mạnh mẽ như là một chiếc laptop hoặc là một chiếc PC được. Và với một chiếc laptop và một chiếc PC thì ở đây nó sẽ giống như là một cái giáo trình sống của chúng ta, và đây là một thiết bị kết nối rất là tiện lợi. Nếu mà để nói về tiện lợi thì ở đây là gì? Ví dụ là để chúng ta trò chuyện với bạn bè thì một chiếc laptop vẫn đáp ứng cho chúng ta một cái nhu cầu gọi điện không khác gì một chiếc điện thoại, hoặc là một chiếc PC nó cũng có thể đáp ứng cho mình một cái nhu cầu như thế. Còn về khả năng học tập thì sao? Với thời điểm hiện tại sau thời dịch thì chúng ta có thể thấy rằng là việc các bạn có thể kết nối hay là học tập trực tuyến thì là một trong những công cuộc gọi là phát triển nó mạnh mẽ lên rồi. Tất cả các khóa học hay là tất cả những cái môi trường học ở trên mạng nó rất là phù hợp để chúng ta. Nó giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian di chuyển, tiết kiệm thời gian học và học đâu cũng được. Vậy thì tại sao chúng ta không nên trang bị cho mình một chiếc máy tính cá nhân để chúng ta có thể học tập một cách tốt hơn? Nhưng mà thực sự là với cái màn hình to thì nó sẽ học tập sướng hơn bao giờ hết các bạn nhé. Trả lời tiếp câu hỏi thì tại sao sinh viên lại phải cần cho mình máy tính cá nhân mà không phải là smartphone hay là máy tính bảng? Thì với những dòng sản phẩm máy tính cá nhân thì nó sẽ đáp ứng cho mình đó chính là về phần cấu hình và khả năng sử dụng với những cái phần mềm đặc biệt dành cho các bạn sinh viên ở trong những môi trường đặc biệt. Ví dụ như là mình đi, mình đã học trong môi trường xây dựng thì những cái phần mềm như là AutoCAD hay là Revit, hoặc là mình muốn chỉnh sửa video thì như là trên Adobe Premiere Pro thì chắc chắn rằng là những cái như kiểu như là điện thoại hay là những máy tính bảng thì nó chưa thể nào đáp ứng được nhu cầu cho mình. Vậy thì mình sẽ chọn ngay đó chính là những chiếc laptop và những chiếc PC. Nó đáp ứng cho mình về cả cấu hình, về cả khả năng sử dụng lẫn là khả năng di động. Thì đây sẽ là một trong điểm mà mình gần như là không phải sử dụng đến những chiếc smartphone. Vậy thì quay trở lại đó chính là chúng ta nên chọn PC hay là nên chọn laptop. Đây là một câu hỏi mà chúng ta phải nhấn mạnh vào trọng tâm. Mình sẽ phải hỏi lại các bạn một điểm rằng là nếu các bạn đang ở thì chúng ta đang ở trọ hay là đang ở trong ký túc xá? Nếu các bạn thì đây sẽ là một trong những quan điểm cá nhân của mình thôi nhé, bởi vì là mình cũng đã từng ở qua ký túc xá rồi và mình cũng đã từng sử dụng PC trong ký túc xá. Đầu tiên đó chính là nếu bạn là một người hơi kỹ tính một chút, đặc biệt là với các thiết bị cá nhân của mình, thì chúng ta nên chọn cho mình một chiếc laptop thôi. Bởi vì sao? Là nếu chúng ta sở hữu cho mình một chiếc PC, ví dụ là nếu các bạn sở hữu một chiếc laptop gaming tầm khoảng 24 đến 25 triệu, thì gần như là ai cũng có thể sở hữu cho mình một chiếc PC laptop như vậy. Nhưng còn quay trở lại với PC, đặc biệt là ở trong một cái môi trường nó ở trong rất đông người như vậy, thì nếu bạn sở hữu một chiếc PC thì bạn là một ngôi sao trong đấy và ai cũng thèm thuồng với cái PC của các bạn một cách nó mãnh liệt các bạn ạ. Bởi vì nó đẹp, với PC nó đẹp hơn rất nhiều, trải nghiệm nó sướng hơn rất nhiều. Và với các bạn cùng phòng của các bạn thì việc mượn đồ thì nó sẽ là một trong điểm mà mình khó mà có thể tránh khỏi được. Mượn đồ ở đây thì đơn giản thì nó cũng gọi là cho chúng ta chơi game hoặc là giải trí một chút ở trên chiếc PC chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài, các bạn đấy biết
mật khẩu của chiếc PC chúng ta, và chơi rồi sau ăn uống hoặc là chẳng may làm hỏng hóc chiếc PC chúng ta hoặc là nhảy đồ của chúng ta mà không ai biết, thì nói chung là ở trong một cái môi trường đông người thì chúng ta nên bảo quản cho mình cái thiết bị cá nhân một cách tốt hơn, thì PC là một trong điểm rất là tồi tệ. Còn với laptop thì việc đơn giản của một chiếc laptop là ai cũng có thể sở hữu một chiếc laptop rồi. Thiết kế bên ngoài thì có những cái máy đẹp, có những máy không. Máy đẹp thì bên ngoài chúng ta nhìn thấy nó đẹp một thời gian, nhưng sau thời gian đấy thì cũng có bạn khác mua thì nó cũng sẽ là bình thường thôi. Nhưng mà nó sẽ dễ dàng cho chúng ta trong việc bảo quản và việc bảo vệ tài sản cá nhân của chúng ta. Nếu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể mang chiếc laptop của chúng ta đi. Hoặc nếu các bạn không mang ra ngoài thì chắc hẳn là các bạn trong ký túc xá thì chúng ta đều có những cái hòm cá nhân, thì chúng ta chỉ việc là gập lại bỏ vào trong cái hòm đó, thì sự an toàn dành cho tài sản cá nhân của chúng ta nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà thực sự là với chiếc PC hoặc là chiếc laptop thì giá tiền của nó rất là đắt, nó gần như là tài sản cá nhân rất là lớn dành cho chúng ta ấy. Nên là chúng ta phải bảo vệ một cách đơn giản hơn. Còn nếu các bạn ở trọ ngoài, chúng ta ở trọ một mình, thì chúng ta cũng có thể lựa chọn cho mình một chiếc PC. Bởi vì là với PC thì chúng ta sẽ có cho mình một cái trải nghiệm về cả hiệu năng, về cả giải trí nó sướng hơn rất nhiều, mà chúng ta vẫn bảo quản cho mình một cái tài sản cá nhân một cách nó dễ dàng và an toàn hơn. Phần thứ hai đó chính là về phần cấu hình của một chiếc máy. Dựa trên giá tiền, ví dụ tầm khoảng 25 triệu đồng thì chúng ta ví dụ cùng là RTX 3060, nhưng giữa RTX 3060 ở trên một chiếc PC dễ rõ ràng là nó sẽ có cho mình một cái sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với một chiếc laptop. Bởi vì sao? Đó chính là nó sẽ có cho mình một cái công suất điện nó lớn hơn. Ngoài ra nữa, nó sẽ có cho mình đó chính là về cái phần cấu hình, nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một chiếc laptop. Với một chiếc laptop thì ngoài cái việc khả năng di động cơ bản ra thì nó lại có cho mình một cái khả năng chết người, đó chính là về khả năng nâng cấp của máy. Về khả năng nâng cấp của một chiếc laptop thì nó sẽ đem lại cho mình một cái khả năng nâng cấp, nó cùng lắm là chỉ là gọi là CPU, đến thời điểm hiện tại gần như là không có chiếc laptop nào có thể được, và nó chỉ nâng cấp cho mình là RAM, ổ cứng thôi. Còn với một chiếc PC thì nó lại đem lại cho mình một khả năng nâng cấp nó dễ dàng hơn rất nhiều, nên là nó sẽ tiết kiệm cho mình. Nhưng về việc cái khả năng nâng cấp của một chiếc PC, nó lại gây ra chúng ta hiện tượng là nghiện các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta muốn nâng cấp quạt chẳng hạn đi, quạt tản nhiệt đi. Nhìn cái quạt tản nhiệt này nó dễ dàng nâng cấp đúng không? Chúng ta nhìn thấy quạt một màu nó lại không đẹp, đó là chúng ta thích RGB cơ. Đấy, nhìn cái thanh RAM của nó, RAM 8GB chúng ta thấy chạy nó cũng bình thường thôi, lại nâng 16GB RAM. Sau lại nâng 16GB RAM nó lại thấy nó bình thường, lại nâng cho mình một cái phần đèn LED RGB nữa. Thì phải nói thật rằng là nếu để chúng ta có điều kiện chơi thì chúng ta nên chọn PC, thì nó sẽ đem lại cho mình một cái mức cấu hình nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta phải biết cân đối cấu hình, và chúng ta phải biết cân đối cái mục đích sử dụng của mình. Bởi vì là nó sẽ có cho mình gọi là vừa hiệu năng mạnh, mà cái giá tiền để bỏ ra mua hiệu năng đấy có khi còn lớn hơn cả chúng ta phải mua một chiếc laptop chúng các bạn nhé. Điểm nữa mà mình phải nhấn mạnh với các bạn đó chính là về khả năng tiêu thụ điện của hai dòng sản phẩm này. Với PC thì nó sẽ đem lại cho mình một cái khả năng ngốn điện nó lớn hơn rất nhiều so với laptop. Laptop thì nó chỉ gọi là nó như cái hạt gạo của chúng ta thôi, nhưng đối với PC, nếu các bạn bật 24/24 lên thì quả thực nó giống như là một chiếc tủ lạnh của chúng ta, bởi vì các nguồn điện hay các công suất điện của máy nó đều rất là lớn. Mình đã đo được rằng là một tháng mình phải mất đến tầm khoảng loanh quanh là 300-400 nghìn tiền điện dành cho một chiếc PC cấu hình cao chạy 24/24 như chiếc máy này. Còn nếu mà chúng ta hạ xuống một chút thì tiền điện nó sẽ rơi tầm khoảng loanh quanh 200-300 nghìn. Nhưng mà đây cũng sẽ là một khoản mà chúng ta phải tính đến hàng tháng dành cho một chiếc máy cây. Vậy thì chúng ta sẽ phải tổng kết lại, đó chính là ưu nhược điểm của hai dòng sản phẩm này nó sẽ như thế nào. Đầu tiên, với laptop thì nó sẽ đem lại cho mình một cái tính cơ động cao. Ngoài ra nữa đó chính là một cái khả năng bảo mật thông tin một cách tốt hơn so với PC. Với PC thì chúng ta sẽ có những ưu điểm, đó chính là về phần màn hình, nó sẽ có cho mình một cái màn hình kích thước hiển thị nó lớn hơn. Thứ hai là về hiệu năng, đó chính là hiệu năng mạnh mẽ hơn và khả năng nâng cấp nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn với nhược điểm của PC thì sao? Nhược điểm của PC ai cũng có thể thấy rằng đó chính là về khả năng linh động của nó, gần như nó không có nhiều khả năng linh động. Thứ hai đó chính là về khả năng nâng cấp, thì khả năng nâng cấp cũng sẽ là một trong điểm mà nó vừa là tốt mình, nhưng mà mình thấy là nó sẽ xấu hơn khá nhiều, bởi vì là tiền để chúng ta còn trẻ mà chúng ta mua những cái trải nghiệm về công nghệ thì chúng ta nâng cấp dài,
gần như là nó sẽ phải ngốn cho chúng ta rất là nhiều tiền. Và thứ ba, về khả năng tiêu thụ điện, nó tiêu thụ điện cũng khá là lớn. Còn về nhược điểm của một chiếc laptop thì sao? Về một chiếc laptop thì nhược điểm của nó đó chính là về cùng trên giá tiền thì laptop sẽ có cho mình một mức cấu hình nó yếu hơn rất nhiều. Thời lượng sử dụng pin thì của nó thì cũng phải phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Và một khả năng nâng cấp nó cũng thực sự nó không thể nào tốt để chúng ta có thể sử dụng lâu dài, quá lâu dài như là một chiếc PC được. Và với mình thì với các bạn làm việc đồ họa kỹ thuật thì chúng ta nên chọn cho mình một chiếc laptop thì chúng ta sẽ dễ dàng, như là mang lên trường thì chúng ta tham khảo hỏi ý kiến thầy cô chẳng hạn. Còn với PC thì chúng ta sẽ không làm được điều đó. Và một trong những điểm nữa đó chính là thường PC nó sẽ rớt giá hơn so với laptop. Đây là một trong những quan điểm cá nhân của mình. Và vừa rồi thì mình cũng đã so sánh, đó chính là chúng ta nên chọn cho mình PC hay là laptop. Nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.